Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình America Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay tụi mình đang đi tới một cái chợ trời tên là Cherry Ocean. Ocean, không biết đọc đúng không nữa. Thì tụi mình đậu xe ở bên phía tay phải, xong rồi đi xuống một cái đường hầm ở dưới đất, xong rồi đi qua cái chợ trời nó nằm phía bên tay trái để mình quay cho mấy bạn xem nha. Đây là tụi mình đang đi xuống cái đường hầm xuyên qua lòng đất để băng qua đường phía bên kia, tại vì cái chợ nó nằm phía bên tay trái. Hôm nay là thứ bảy nên cái giá parking là $3, còn ngày thường là $2 thôi, và thanh toán là tiền mặt. Ở đây gọi nôm na là cái chợ trời. Mình chưa tới đây bao giờ nên không biết nó bán cái gì, nhưng mà chồng mình nói là ở đây nó bán đủ thứ hết, nhưng mà giá nó rẻ hơn trong store nhiều. Ở đây thì mình thấy có bán đủ thứ luôn, từ quần áo, đồ chơi cho tới thức ăn, có nệm nữa nè. Đây có đồ gia dụng luôn, các loại máy sấy tóc, các chạy lược điện. Đúng là chợ trời luôn á. Đây là kiểu mấy kiểu áo của dân tộc nào đây? It's Mexican traditional clothes, huh? Yeah, Mexican clothes. Đây là đồ của người Mễ, style Mexican. Ê, con này hồi xưa mình có nè. Cục sida. Anten cho tivi, quần áo, mỹ phẩm nè. Đây là bán các phụ kiện điện thoại, ốp lưng, dây sạc, mấy cái tai nghe, mà chắc tai nghe này giỏm quá. Đây là áo hoodie. Bà bán giống y chang Việt Nam luôn. Chưa thấy gì để mua đó. Haven't seen anything I want to buy. Cái váy Mexican style. Thơm, không biết cái đồ ăn gì ở đây mà nó cực kỳ thơm luôn, thơm cái mùi mà đồ chiên á. Đồ chơi quá trời luôn này, giống như mấy đồ chơi Trung Quốc mà bày bán ở Việt Nam vậy đó. Đây đấm bốc. Đây là gian hàng bày bán nơ này, không biết làm gì, chắc cài đầu. Mấy cái gian hàng ở đây á, mình thấy chủ yếu là đa số là người Mexico bán, chứ không có thấy người da trắng, mà chủ yếu là mấy sản phẩm cũng là của Mexico nữa, như là quần áo với cái style của Mexico nè, rồi mấy cái đồ ăn cũng của Mexico luôn. Ô, mấy cái mền này dễ thương quá à. Mền ở trong nó có một cái lớp lông mỏng, không biết nhiêu. Này thích nhất là mấy cái loại trái cây giống như là dâu, nho, lựu nè, hồng nè, nó rất là tươi và ăn rất là ngon và rẻ nữa. Như mình mua nho là nho trái rất là
mọng xanh không hạt, ăn ngọt mà giòn luôn, mà có 5 đô mà 3 pounds. Còn mấy cái loại nông sản khác của Mỹ thì mình không có rành lắm nên mình không có mua. Giống như mấy cái loại đậu hay loại ớt thì mình không có để ý lắm. Đi chợ này thì mình có cảm giác rất là quen thuộc, tại vì khung cảnh nó rất giống như là chợ Việt Nam, cũng bày bán ngoài trời nè, chỉ khác là cái loại thức ăn trưng bày ra thôi. Hàng hóa bán tươi tại chỗ luôn, hầu hết các loại trái cây cũng giống như ở Việt Nam, từ nhà vườn mang ra bán luôn nên rất là tươi xanh. Còn các loại thực phẩm của Mỹ thì mình không có biết cách chế biến nên mình cũng không có mua. Qua đây mình thèm cái hạt chestnut là hạt dẻ Thái Lan á, nhưng mà đi hôm nay mấy store rồi cũng không thấy luôn. Và nay tranh thủ đi mấy chợ người Mỹ coi có không, người ta cũng không có luôn. Chủ yếu là cái hạt dẻ cười á, pistachio, với hạt đậu phộng thôi chứ không có chestnut. Một giỏ hồng như vậy thì là $1, mình không biết đây là hồng giòn hay là hồng bình thường nữa. Sau một hồi lựa tới lựa lui thì cuối cùng mình cũng bốc đại một giỏ. Bốc đại thôi chứ không biết lựa. Tụi mình đã mua một giỏ hồng đây, giỏ này là $1. It's cheap, right? Yeah. $1 mà được hình như how many? 7 6 6. $1 mà mình được 7 trái hồng luôn. Ý 6 trái chứ. Xong mình thấy cái gian hàng quần áo này y chang bên Việt Nam luôn ta ơi, nhất là trong mấy cái chợ như là Phạm Văn Hai, mấy chợ chuyên sỉ quần áo vậy đó. Đây nhìn giống mấy cái khu chợ Việt Nam chưa? Chỉ khác con người và mặt hàng bày bán thôi đúng không? À thiếu mấy cái mặt hàng giống như là cá mắm, thịt tươi. Ở đây chỉ bán mấy cái mặt hàng khô thôi, giống như là trái cây, rau này nọ chứ mà mấy cái mà chứ mấy mặt hàng giống như là cá mắm mặm, mặt hàng ướt thì thấy không có bán. Lại thêm một gian hàng quần áo cũng đậm chất Việt Nam luôn nè, style cũng không đặc sắc lắm. Ồ, nó rất là êm luôn. Mình tính mua cái màn sư tử đó đó, nhưng mà hỏi ra tới $65 lận, còn mấy cái màn nhỏ này là $25. Thôi mấy cái màn này về Việt Nam bán đầy mà rẻ hơn nhiều. Quần áo ở đây thì nó cũng không phải trendy nhiều lắm, chỉ là đồ phổ thông thôi. Thì giống y chang mấy cái chợ bán đồ ngoài chợ bên Việt Nam, thì chất lượng sao thì giá nó vậy. Chồng mình nói thì chỗ này nó to hơn hồi lúc mà lúc trước mà chồng mình đi, càng ngày nó càng mở rộng ra, nhiều mặt hàng hơn. Con mắt của mình đó, thì đồ ở đây thì nó nhìn nó cheap cheap hơn trong store, thì đương nhiên tiền nào của đó, nhưng mà đi thì cũng vui. Đây là cái bánh tên là churro. Đây quay. Đây là cái bánh tên là churro, chỉ là $2, chỉ $2 một cây thôi. Make sure it doesn't spill on your stuff. Cũng ngon, nhưng mà không phải gu mình. Nó mai gu. Ở ngoài nó có áo một cái lớp giống như đường, nhưng mà nó không có ngọt lắm, nó có mùi quế. Còn ở trong là bột, giống như là cái bột bột gì ta,
bột mấy cái loại bánh bánh tiêu á, nhưng mà nó xốp xốp hơn một chút, không hẳn là bánh tiêu nữa, mình không biết gọi là bột gì, nhưng mà nó ăn ngọt ngọt chứ không có vị mặn, ở ngoài nó thơm cái mùi quế, nói chung ăn ngon, có $2 à rẻ rè. Ở đây thì mình thấy bán đủ thứ luôn, từ quần áo, giày dép, túi xách, từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần chip, áo lót rồi luôn. Nhưng mà theo mình thấy á, thì ngoại trừ đồ ăn, thức uống, trái cây thì rẻ, mấy hàng nông sản á, thì rẻ nên mua. Còn mấy cái đồ khác thì thôi đừng có mua, tại nhìn nó rất là cheap cheap. Với lại mình nhìn sơ qua thì có những cái thương hiệu nó nhái mấy thương hiệu lớn luôn. Thí dụ như kem dưỡng da thì mình thấy có cái hiệu Avena, mà cái hiệu lớn là Aveeno, nên thôi bỏ qua mấy cái mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đi, chỉ nên mua mấy cái hàng nông sản, mấy cái trái cây thôi, hoặc là mấy cái hàng thủ công mỹ nghệ. Mình đang đi ngang cái quầy thủ công mỹ nghệ này nè, mấy cái này mua cũng được. Còn mấy cái mà sức lên mặt hay là uống vào người thì thôi đừng có mua, theo ý kiến mình là vậy. Tại vì mấy cái mặt hàng quần áo, mấy cái mặt hàng giày dép, túi xách hay là mấy cái thực phẩm chức năng, mỹ phẩm thì y chang mấy cái mà chợ trời mà bán la liệt ngoài mấy cái khu mà làng đại học, hoặc là mấy cái chỗ mà bán đồ cho công nhân trước mấy cái xí nghiệp á, mấy cái khu công nghiệp á. Theo ý kiến mình là như thế, nên giờ tụi mình đang kiếm trái cây để đi mua thêm. Nãy mới mua được cái vỏ hồng chỉ có $1, 1 đồng thôi cho 6 trái hồng to luôn. Cái chỗ này rộng ghê, nãy giờ muốn quanh lại mua mấy cái thứ trái cây mà nãy giờ chưa tìm được luôn, cứ đi lòng vòng, cứ cảm giác là cứ đi lại cái ngoài mình đã coi rồi á. Tại gian hàng này thì mình để ý thấy một thứ rất là dễ thương, đó chính là một con Tigger. Nhưng đó không phải là con thú nhồi bông, đó chính là một cái ba lô. Backpack again. Backpack? Yes, backpack. Now let him weigh it. See how much it is. Okay. It's still on. Might be more than a pound, but. Bây giờ thì ảnh sẽ cân coi bao nhiêu pound. Two pounds. $2. Okay. Right, thì cái túi này là $2 still good. Uh-huh. Right. Right. Tụi mình đang ở chỗ lụ. Lụ là đề là $5 cho một cái vỏ. Đây để mình chọn. Lụ này là $5 cho một cái vỏ là khoảng 4 tới 5 trái tùy kích cỡ. Nhưng mà mình chỉ mua một trái thôi. Một trái thì tính mình $1. Ở chỗ này thì là $3 là $5. Nho ăn rất là ngọt, trái nó rất là căng mọng luôn. Cái chùm này nó rất là ngon luôn. Nho không hột mà trái nó căng mọng mà cứng cả trái. Una bolsita tenemos 3 libras por 5 mi, así usted llevan.
Todo es rosita, doñita. Todo está buena. Is it enough, right? Yeah, I've let her weigh it. You want the 3 pounds for friend? Yes. I'm gonna take this one on extra, like, to see. Okay. Está muy buena esa. Hello, thì bây giờ tụi mình đã ra xe rồi và chuẩn bị đi về. Tổng thiệt hại hôm nay là tiền vô bãi giữ xe là 3 đô. Và mới vô thì mình mua cái vỏ hồng này là 1 đô cho 6 trái là 4 đô. Và trái lựu là 1 đô, đó là 5 đô. 5 đô và cái này 2 đô cho 2 đô cho nhiêu ta? 2 đô cho 2 pound nho là 7 đô. Và sau đó mình thấy một chỗ ngon quá, chỗ nho ngon quá, nho tươi xanh không hạt mà trái nó mọng căng mà cứng trái luôn. Thì mình mua là 5 đô, là 12 đô. 12 đô và sau đó mua một cái snack, cái này là snack rất là đặc trưng của người Mỹ luôn. Cái này là 2 đô, nhiêu rồi? Là 14 đô, nói chung tổng thiệt hại hôm nay là 14 đô là. Và mua quá trời trái cây luôn, nhất là nho. Mình rất thích cái chợ này và mốt sẽ đi nữa. Có điều nó hơi xa, đi khoảng 20 phút từ nhà mình tới cái chợ này. Thôi bây giờ cũng trưa nóng rồi, bây giờ tụi mình về nhà thôi, bye bye. Nếu các bạn thích video này vui lòng like, share và subscribe kênh channel của mình nha. Bye bye, see you next time. Thanks for watching my video.